Xin chào tất cả anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh Phạm Hùng Stock Video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào các cái cổ phiếu ngành bất động sản Liệu trong tuần sau sẽ như thế nào nhé Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cổ phiếu CEO nhé à, Anh chị thấy được là CEO đang giữ nền khá là tốt Không có cái uh, gì gọi là thủng nền hay là xấu cả Ví dụ là nhịp trước nó làm cái nền ở đây Thì bây giờ nó sẽ làm một cái vùng nền Đấy, thậm chí là nó sẽ có thể nó sẽ xuống vùng 21 bởi vì các cái cây nến trước đấy nó đã tạo xuống này, đấy, thì chúng ta sẽ kỳ vọng làm sao khi mà nó xuống vùng 21 này, bắt đầu cổ phiếu có cái sự bật lên, đấy, và nó sẽ liên tục bật đi bật lại cho đến một uh, tầm khoảng một tháng nữa, nhá anh chị nhá, khoảng tầm một tháng nữa, Ở ví dụ như nhịp này đi, đấy, nó lên, xong rồi uh, nó xuống này, đấy nó phải đi theo hình xin như vậy thì các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ họ mới tháo hàng ra ngoài đợt này sẵn là có dòng tiền ở trong cổ phiếu rồi anh chị để ý này khi mà dòng tiền nó cứ giảm dần giảm dần này tức là sao nhà đầu tư họ bán dần một cây volume giảm mạnh như thế này xứng đáng với cây volume tầm 30 mươi triệu cổ đợt trước nhưng cái nhịp này lại không bị bán nhiều Đấy cái cái nhịp mà ngày hôm 18 tháng 8 bị bán rất là nhiều. 18 lúc đấy là giá bao nhiêu? Lúc đấy cũng quanh giá 24.9, thấp nhất là 23. Đấy, bây giờ là còn 23.9 mà tại sao không ai bán? Thì chúng ta thấy được là phiên ngày 18 tháng 8 này là tạo lập mà tổ chức lớn họ đã gom được một lần rồi. Và lần này họ cũng bắt đầu là gom dần gom dần. Họ biết kiểu gì sáng thứ hai cũng sẽ có một cái nhịp bán xuống thì không việc gì là họ phải phải mua ngay lập tức giá ngày hôm nay thì họ sẽ mua vào sáng thứ hai khi mà tất cả nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo với cái giá rẻ họ sẽ gom lại một cái lượng hàng anh chị nhà đầu tư để ý này khi mà cái volume nó thấp dần trong cái biên tích lũy đấy trong cái biên tích lũy chỉ cần một cây volume nó bắt đầu nó nổ lên một cái nó cao ngang một cái đây chỉ cần quanh quanh cái ngưỡng này thôi là bao nhiêu là tầm 18 triệu cổ, 20 triệu cổ đi. Thì lúc đấy cổ phiếu sẵn sàng là nó phi. Anh chị để ý này. Ở nhịp trước nhá. Khi mà nó tích lũy này, cái volume nó giảm dần này. Đấy, chỉ cần một cái cây volume này thôi là nó nó đạt nó đạt cái là bắt đầu nó phi. Đấy thì anh chị nhà tư để ý nhá. Cái cái cây volume này rất là quan trọng này, kể cả là giá trần lúc đấy mình cũng sẽ mua. Nhá. Đấy. còn tích lũy thì nó là chuyện bình thường thôi à, nhà đầu tư anh chị nhà đầu tư bất động, bất động sản thì rất là yên tâm rồi bởi vì, vì sao những cái mã bất động sản đang làm cái nền nó cực kỳ chắc nó không có cái dấu hiệu gãy nhé à, ví dụ như dig này dig mới là cái mã cực kỳ chắc này nền trồng nền đấy nó chưa có dấu hiệu mà đứt bứt phá nó chạy mạnh đâu nên anh chị nhà đầu tư nắm dig càng tốt nhé à, đây ví dụ kể cả nó bây giờ là nó phải xuống khả năng cao nó sẽ xuống 24 rồi nó bắt đầu nó bật lên được à, nên là anh chị đầu tư cũng không quá lo lắng nhé thậm chí là nó xuống 24 rồi nó đi ngang một vài phiên đấy ví dụ như đợt này nó đi ngang một vài phiên rồi nó bắt đầu nó kéo bứt thoát lên càng đi ngang ở vùng đáy lâu thì càng lên dễ nhất lại càng lên mạnh nên là chúng ta đừng nóng vội đấy khi mà nó đi ngang, đi ngang vùng này nó có khi lại là cái cơ hội mà chúng ta gom thêm anh chị đầu tư nào mà nắm giữ trung hạn dài hạn thì nên gom thêm cái giai đoạn này không phải là đơn giản không phải là dễ mà chúng ta gom được cái vùng giá 24 để đâu đúng không ở vùng giá 30 chúng ta còn đua được là 24 càng tốt đúng không cái nhịp uh, trước này khi mà cái giai đoạn mà nó break nền này rồi nó bắt đầu nó làm cái nền tiếp theo anh chị để ý này khi mà break nền này đấy nổ cây volume đầu tiên này sau đó liên tục nổ đúng không ạ và liên tục nổ đến đến cái giai đoạn nào liên tục nổ xong rồi volume nó nó kéo xuống y hệt như ceo đợt này đúng không nó kéo xuống nó tích lũy test nền này đấy và nó thậm chí là nó phải làm một cái cây nến gọi là vỡ cái nền uh, vỡ cái nền xuống và với cây volume này nó lại không đạt đấy gãy nền nhưng mà cái cây, cây volume nó lại không có nhiều nó không mạnh bằng những cái cây volume đằng trước và cái nó gãy nền thứ hai nó bắt đầu này gãy nền thứ hai bắt đầu có cái cây volume khi mà chạy lên cái khi mà kéo kéo lên thì bắt đầu có cái cây volume uh, 12 triệu cổ nó cao hơn những cây volume mà tích lũy lần trước đấy là dấu hiệu của tạo lập họ đã gom uh, lượt cuối thì lúc này chúng ta có thể tham gia thoải mái nhé đây cây volume này uh, tức là cây nến này này anh chị nhé kể cả giá trần chúng ta cũng sẽ gom không có vấn đề gì cả đấy họ sẵn sàng mua lại cái vùng giá này thì kiểu gì họ cũng sẽ đỡ giai đoạn sau và sẽ kéo dài anh chị nhé thì đúng như như thế là họ kéo một mạch từ giá 25 cho đến hơn 100 nghìn kéo một mạch bốn lần chỉ trong tầm một hai tháng thôi Đó, thì anh chị nhà đầu tư để ý và chúng ta cũng 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 yên tâm cái đợt này đợt này CEO này DG này một số các bất động sản thì chúng ta sẽ 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 uh, an tâm không có vấn đề gì đâu nhá cổ phiếu nó cũng sẽ kéo thôi và anh chị để ý này kể cả là anh chị đợi trong cái một tháng này một tháng anh chị đợi nhá nằm dài ở đây đợi nhưng mà chỉ cần tầm 2 tháng thôi là nó nó kéo từ cái giá 25 lên 100 nghìn thì cái biên độ lợi nhuận đấy nó sẽ chia trung bình ra cho anh chị là 3 tháng 3 tháng anh chị lãi bao nhiêu 4 lần đúng không ạ 3 tháng anh chị lãi 4 lần thì anh chị sẽ chia ra trung bình lợi nhuận mỗi ngày là chúng ta đã có bao nhiêu phần trăm đấy còn bây giờ là nó trong cái biên tích lũy và test lại cung cầu và hấp thụ lại cái lực cầu à, lực lực cung ở phía trước thì chắc chắn là cổ phiếu nó phải đi ngang rồi anh chị đừng bắt nó phải lên ngay chúng ta nhà tư bất động sản nên là cũng sẽ phải có cái gì đấy nó cái tính gọi là kiên trì một chút giống như chúng ta đầu tư bất động sản ở ngoài thôi phải một năm hai năm thì đất nó mới tăng được mà đất nó tăng thì một toàn nó một, tăng một lần hai lần ba lần thôi chứ đâu nó nó đâu có tăng là mấy chục phần trăm một đâu đúng không ạ thì anh chị nhà đầu tư ở trên uh, sàn này cũng vậy thì có thể là nó uh, thỉnh thoảng nó lại có cú sốc nó lại tăng lên tầm ba bốn chục phần trăm đấy đấy là chuyện bình thường đấy nhưng mà chung quy lại thì sau một năm chúng ta sẽ có bao nhiêu đấy từ đầu năm đến giờ Ví dụ từ đầu năm đến từ tháng 1 đi Đấy em sẽ tính cái biên độ từ tầm mùng Đây mùng 3 tháng 1 thì cây nến này nhé Mở cửa đi Cho đến thời điểm hiện tại là cũng được 78% rồi Còn đến thời điểm cao nhất là cũng được hơn 100% Đúng không? Thì bây giờ anh chị để 1 tỷ đây đã có 2 tỷ vào cái thời điểm cao nhất rồi Đấy không thì đang có 1 tỷ 780 triệu Đấy đến thời điểm hiện tại Còn nó vẫn còn chạy nữa Nên là anh chị nhỏ tôi cứ yên tâm không có vấn đề gì cả đấy cho dung rũ thoải mái mà các cái mã bất động sản này mình đâu có margin nhiều đâu đúng không ạ mình không có margin nhiều mà margin chút chút thôi thì nó không thành vấn đề kể cả là giảm 10 cái sàn nhá đấy nói chung là cái vấn đề này thì margin thì em cũng hạn chế thôi nên anh chị cũng yên tâm khi mà nắm cái cổ phiếu bất động sản nó sẽ đi theo hình xin có thể là nó về nó tích lũy lên xuống này đấy thì nó mới bật được nhá cái những cái video mà em ra báo với anh chị nhà đầu tư là target mã DIG này 80.000 nó có thể nhé nó có thể bởi vì sao nó đã từng lên 100.000 rồi không vấn đề gì mà nó lên 80 là chuyện bình thường khi mà một con sóng sắp tới một con sóng nó đầu cơ sóng bất động sản thì chúng ta không biết đâu mà lần đấy nên là anh chị nhà đầu tư để ý nhé không có vấn đề gì đâu đấy, còn mã PDR này anh chị nắm PDR thì cũng không sao nhé ở cổ phiếu này nó hay làm cái mẫu hình gọi là gãy nền rũ này, xong rồi hấp thụ lại này bắt đầu phi này, đó, thì cái nhịp này cũng gần na ná cũng sẽ giống cái nhịp đấy, khả năng thứ hai sẽ bắt đầu có một cái cây rũ này, đấy, xong cây tiếp theo là nó bắt đầu hồi, đấy, thì anh chị nào tư để ý nhé, cái cây volume bị bán, ấy, cái cây bị bán uh, uh, nhịp này ấy, nó không bị mạnh đâu, nó không quá mạnh đâu nên là anh chị phải để ý là cái nhịp trước là tạo lập họ gom cực lớn rồi nhá, họ gom họ phải gom giá rẻ chứ không ai đi gom giá đắt bây giờ cho anh chị đâu. Ví dụ Dg này, tại sao đến thời điểm hiện tại mà cái volume nó càng ngày nó càng kiện, càng cạn kiệt, mà cái thời điểm trước này đấy volume ngày nào chả hai triệu một cổ một một phiên đúng không, bốn triệu một phiên đấy. Nhưng tại sao thời điểm hiện tại nó chỉ quanh quanh tầm 28 triệu phiên đây là phiên gọi là nổ vôn rồi nhá Nổ vôn gọi là bán tháo cực mạnh rồi Mà tại sao lại như vậy Thì chúng chúng ta thấy là tạo lập họ đang test lại cái lượng cung cầu khá là tốt Điều điều hành cái 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 cung cầu cực kỳ tốt của mã DG này Mã CEO này Điều hành cung cầu này giảm xuống mạnh Nhưng mà nó lại không bằng cái cây volume mà nó hoảng loạn cái phiên ngày 18 tháng 8 anh chị để ý nhé ờ, cái phiên ngày 18 tháng 8 là nó cực kỳ là, là là khốc liệt nhưng mà bây giờ thì cái volume lần test lần thứ hai này không còn nhiều đấy thì hai cái đáy này em thấy là hai đáy đáy hai nó phải volume thấp thì nó mới đạt đúng không ạ thì volume thấp tức là sao là nhà đầu tư họ bán dần cái lượng hàng cho nhà đầu tư lớn rồi đấy nhỏ lẻ bán cho lớn rồi lớn bây giờ là nắm nắm chắc phần rồi chứ không bán ra nữa không trao gọi là không quay cái thanh khoản nữa thì lúc đấy cổ phiếu nó mới tăng anh chị nhá thì anh chị đầu tư bất động sản thoải mái đi không có vấn đề gì cả à, đất xanh này đất xanh thì cũng đang làm một cái mẫu hình gãy nền rũ đấy như nhịp trước thì nó cũng gãy rũ một pha này đấy, gãy rũ nhưng mà nó rút chân lên thì nhịp này khả năng nó cũng sẽ quay về tầm giá 20 thì bắt đầu có cái sự rút chân đấy và làm cái nền mới đây nền trồng nền thì cũng khá là đẹp rồi đấy, còn nếu mà uh, nhịp tới mà nó không giống như những cái mà dự đoán của em thì em sẽ làm một cái video lại cho anh chị những cái tình huống những cái kịch bản tiếp theo là nên cắt hay là như thế nào nhé còn thời điểm hiện tại nó vẫn đang trong cái biên tích lũy và nó vẫn như cái kịch bản cũ uh, cổ phiếu này thì nó không có vấn đề gì cả đất xanh này uh, và một vài các cái mã đầu ngành của bất động sản chúng ta cứ yên tâm Novaland thì đợt này anh chị nhé Đợt này nó hơi vướng một chút về cái mảng trái phiếu à, Thì chưa, đợt trước nó cũng bị vướng rồi Nhưng đợt này nó lại dấy lên cái uh, Cái cái mảng đáo hạn các thứ Thì doanh nghiệp họ chưa đủ cái lượng tiền mặt Thì họ chưa đã đáo Thì vô hình chung chúng ta thấy được cái biên như này Đấy thì bây giờ nó cũng sẽ đi xoay sideways cái biên thì thôi chứ nó cũng không thể nào mà nó gãy được mà nó cũng không break được lên đâu. Thì anh chị nào mà có lướt lát thì sẽ có lướt quanh cái vùng này. Đấy, cổ phiếu thì nó sẽ đi như này một thời gian chứ không bao giờ đi hình chữ V lên đâu anh chị nhé Đi hình chữ V một phát lên 70 thì hơi, hơi, khó. Hơi khó. Nó phải đi nền trồng nền thì mới chắc được. Đấy, nhịp này phải nền trồng nền rồi. Nhá. Nền trồng nền để thu gọn cái cái volume bán vào bây giờ cái volume cái thanh khoản của Novaland nó khá là lớn nên bây giờ một nhà đầu tư tay to họ không thể nào mà gom hết được cái lượng hàng của Novaland đâu họ phải dùng tức là phải nhiều đội họ gom nhiều đội họ gom thì mới bắt đầu có cái dấu hiệu là là cạn kiệt được chứ Novaland một phiên có thể là nó vẫn giao dịch đến cái ngưỡng đợt vừa rồi ấy, nó lên đến hơn 1.000 tỷ 1.700 tỷ đấy một tỷ cũng cũng có thể nhé yeah. đấy thì anh chị nhà đầu tư cũng phải uh, kiên trì một chút với các cái cổ phiếu bất động sản đấy còn uh, em khuyên anh chị nhà đầu tư là nắm những cái mã cổ phiếu đầu ngành của bất động sản hơn còn những cái mã cổ phiếu nó mid cap hay là nó uh, nó nó penny ấy, thì giai đoạn sau nữa thì mới có cái sự bứt thoát của dòng penny ví dụ như là ở AV chẳng hạn đấy nó phải là ở cái nhịp sau chứ không phải nhịp này nó cũng là nền trồng nền nhưng nó đang hơi yếu nhé nó nó đang hơi yếu thì anh chị nhà đầu tư phải nắm giữ thêm một thời gian nữa có thể là đến thả đến năm sau mới bắt đầu có cái dấu hiệu nó kéo lên chứ bây giờ là không thể nha có nắm thì nắm những cái mã DGCO này PDR này đấy, đất xanh Novaland thì có thể novaland thì cũng hơi thận trọng một chút nha. anh chị nào cái khẩu vị rủi ro đấy tùy anh chị nhà đầu tư nhé còn dig ceo pdr là uh, em chọn lọc là những cái mã mà có cái nợ trên vốn chủ sở hữu nó gọi là nó thấp rồi đấy, còn nhà đầu tư thì họ cũng sẽ thích những cái công ty bất động sản mà nợ thấp thôi còn nợ nhiều thì lại đi cầm cố các cái dự án không bán được thì lại, lại rất là áp lực giống như novaland ấy thì không lúc mà hàng tồn kho mình không xoay được thì rất là áp lực cho các cái cổ đông à, vừa áp lực cho trả nợ tiền như nào vừa áp lực là cổ giá cổ phiếu nó lại giảm nữa thì lên báo chí cái thứ nó lại không hay đúng không như sell này dig này, nó rất là yên tâm nó bình yên đấy, không có vấn đề cả thị trường chung nó giảm thì cổ phiếu nó giảm thôi còn thị trường chung nó tăng lên thì các cổ phiếu nó phi mạnh nó vượt đỉnh đấy thì anh chị cứ thoải mái yên tâm nhé ceo dig cứ yên tâm nắm giữ không có vấn đề gì cả đó cổ phiếu này cùng lắm nó về 22 là cùng anh em mình toàn dạng người ra vốn tầm 18 toàn có lãi tầm năm 60 phần trăm thì cứ lo cái vấn đề gì nó giảm nữa thì không có cái vấn đề gì đâu đúng không rồi cảm ơn anh chị đã đón xem uh, hy vọng là anh chị uh, thích cái video lần này anh chị uh, cho em xin một like một comment và một đăng ký kênh nhé anh chị uh, Ờ, có thể là tham gia cái room tư vấn của em Bằng cách quét QR trên màn hình Hoặc nhấn vào cái link ở phần mô tả nhé Cảm ơn anh chị đã đón xem Hẹn anh chị ở những cái video tiếp theo